Wow, hôm nay cả nhà mình thấy cái món bò hấp dẫn không? Nay bà xã mình chi mạnh tay quá, đãi ông xã ăn món bò Kobe cả nhà. Là lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức lại cái món bò Kobe này đây. Mình ăn một lần như giờ cũng vừa cả chục năm có 10 năm rồi mới ăn lại món bò mới Kobe. ăn lại. Chứ ăn thì cũng thường, nhưng mà cứ thịt bò thì cũng thường, nhưng mà nếu mà nói bò Kobe thì Rồi, hơi bây giờ hơi chỉ có đơn giản vậy thôi. À, hôm nay lâu. vợ Hai chị em hai chị ngồi. em đang ngồi đó, lâu quá thì cô chú không thấy em xu. À, cô chú anh chị nói chú ơi lâu lâu view lên cho em xu, lên video cho vui chú Hai chị đó. em Em xu đang ngồi ngắm má mì đó. ngắm ngắm biết à, ngắm thì Ừ, cái chuyện chứ không có gì thích hết. chuyện lắm đó cô chú. Chị hai thì lúc nào cũng nằm im ru bà ru vậy đó. Ok, vô bàn đi em, Ok. cái này đơn giản thành ra vô bàn. Bỏ bơ vô. Lâu lắm rồi bà xã mới đãi ông xã cái món bò Kobe từ đây các bạn. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại Hello. kênh YouTube của vợ chồng Bình Quỳnh hôm nay các bạn ơi. Thì hôm nay hai vợ chồng cũng rảnh rỗi nè. Khi bữa nay nghỉ ngơi, bữa nay ngày bà xã cũng mệt mỏi nghỉ ngơi. Rồi Yeah, nghỉ nhưng mà ngơi. nhất là bên ngoài càng ngày nó càng lạnh quá các bạn. Cho nên hai vợ chồng mới nhã ý là ok mình đi xuống dưới chợ coi thử có cái món gì hấp dẫn không để mua về nhà, thứ nhất mình ăn và thứ hai để mình review rồi lại đây ngồi với đại gia đình của mình cho vui. Thì tình cờ hôm nay đi vô chợ thấy bò Kobe ngon quá. Ừ. Cho Cầm nên lòng là không nổi. mình cầm lòng không đậu, đi tới đi lui thấy cái bò Kobe nè. Bà xã biết ý liền các bạn. Bà xã nó ăn thích bò Kobe phải không? Nó đúng rồi. Bà xã nó ok, hôm nay đãi anh muốn bò Kobe. Thank you bà xã nha. Ừ. You're Cái bò Kobe này thì mình nướng với lại bơ thôi các bạn. welcome. À, mình đây mình có bơ đây Em để lên rồi. nè. À, bỏ lên rồi phải không? Không cần để thêm Thì nữa, chút đó. xíu thôi. Rồi mình sẽ thử một lát đầu tiên nha các bạn. Với miếng Mình muối tiêu. để hai hai lát cho anh về mình phải không? Miếng muối nữa mà ngon. Cái này chỉ có ăn muối tiêu thôi chứ không có nêm nếm gì hết. Thì cái bò này mình phải ăn cho nó đúng Cho nó có cái tinh khiết của dao nó. Mà cũng nên đừng có nướng nóng chín quá. cây. Mà xả ăn chín là ăn ít chín nè. Chút xíu được. Cái này mình ăn sống được mà. Cái bò này nè, em nhớ Đúng không, rồi. kỳ có đợt em mua về làm sống đó. Có lần một đó thôi. Lâu lắm rồi, hồi đó em đi Cali phải không em? Đi Cali về cái đi gặp về cái gặp chợ bán mà chắc ít người mua quá hàng sao á. Tiếng kêu ít người mua quá hàng sao nên cái người ta cũng có làm nữa. À, xin mời đại gia đình nha, thử cái muốn cái miếng bò Kobe này coi, lâu lắm rồi. Thích nói Chấm một thích chút rồi. miếng muối tiêu nè. Chút xíu rồi ngon à. Đúng không? Wow. Đúng là mình giải cái hột muối lên. Rải cái muối hột lên cái bỏ lên nến. Ngon quá bà trời. Ngon hả, mềm Mềm. ha. Đúng là loại thịt bò nổi tiếng của người Việt. Bắt tiên là đúng rồi bà trời. Nó có cái vị thơm của đó, nó đặc trưng. Rồi. Ra. Wow. Cho. Ngon. Anh cho cái chút xíu muối lên trên Đúng nè, rồi đó. mình nướng để cho nó Mà bắn bỏ vào vô bên trong muối được. hột á. À, mình cho thêm một chút xíu bơ nữa nha. Tại vì mình nướng thì nó sẽ rớt xuống hết chứ nó không có dính vô. Nè, chẩm rỗi xanh nông nổi. Cái niềm vui của gia đình chỉ có vậy thôi các bạn. Thì có hai vợ chồng thì nói chung cũng không có ăn bao nhiêu ha ha, cũng không có, thì mình làm thì phải ăn mà. Nè, anh nướng nha. Thấy ngon. Chắc này mặn hơn không?
Được rồi, để anh gấp cái này đi. Đó, lâu lâu vậy đó cả nhà, lâu lâu vậy đó các bạn. Thì mình ở nhà, ví dụ như hai vợ chồng hay là gia đình rồi đó, thì mình cũng nên ăn những cái món này để đại khái thứ nhất là bổ bổ cho gia đình, thứ hai nữa lâu lâu được mình làm một năm mệt nhọc đó, thì các bạn ăn một bữa cho nó, thứ nhất là nó ngon miệng nha hả, thứ hai nữa mình thấy mình thay đổi những khẩu vị nó là lạ thì cũng ngon lắm. Ăn vậy thì mình mở cái hút lên, hiện giờ mình mở hút ở dưới nhà dưới, mình cho hút lên rồi xong cái là mình nấu một nồi nước lá xả với lá chanh, mình xong nhà luôn. Đúng rồi, như có một em hỏi là cô ơi, cái bí quyết cô làm cho nó không có cái mùi ở trong nhà là sao, cô giữ được cái mùi trong nhà đó, chúng nó cũng fresh, đúng không? Thì đó, như vừa rồi bà xã nói đó các bạn. Nhà nấu xong, mình nấu ăn xong xuôi hết rồi mà mình muốn cho nó thơm cái nhà, mình không có nghe mùi dầu mỡ đó, thì mình sẽ một là mình nấu giấm lên. Mà có người không chịu nổi giấm thì mình sẽ nấu xả, bỏ vài cọng xả vô thôi, rồi cái vỏ chanh hay gì đó cái mình bỏ vô mình nấu, nấu khoảng chừng 5-10 phút kìa, cái rồi nó bay lên rồi là nó sẽ thơm trở lại. Còn nếu mà tiện nữa, không có nữa, thì mấy cái cọng quế á, mấy cái cọng quế mình hay nấu ăn á đó, mình lấy mình bỏ vô chừng 2 cọng vô cái nồi nhỏ nhỏ, mình nấu nước lên, nấu sôi lên khoảng 10 phút rồi là bắt đầu mùi thơm hết cả nhà luôn. Mình thử mùi bằng như vậy. Còn có khi mà mình mua lá dứa hả, lá đúng rồi, mà mình quên nấu đó, thành ra cái nó bị nhiễu nhiễu yểu yểu rồi đó, cái mình đem đi nấu nước lên cho nó sôi cho nó thơm nhà. Cái nhà mà mình nấu ăn nhất là mùa đông nữa, mở hút cỡ nào mở nó vẫn có nghe mùi, tại mình không muốn xài mấy cái mùi bằng dầu, tinh dầu hay là những cái chất chemical thì nó sẽ bị dị ứng nhiều, thành ra mình đốt cái bằng cái thiên nhiên. Còn khi nào mà lỡ mà quá chừng mạnh luôn nữa đó là đốt vỏ cam, bỏ lên cái bếp, cái vỏ cam á mình đốt lên, cái mình để nó ra cái chất dầu rồi nó có hơi khói khói lên chút xíu, 5 phút hết trơn, không còn cái gì hết. Mềm em hả? Dạ, mềm ngon quá. Mềm quá các bạn, lại ngon. Nhưng mà cái này các bạn biết không, đừng có ướp sa tế nướng. Mình ướp sa tế mình nướng thì nó bị hơi bị phí. Nó lại uổng lắm các bạn. Mình cứ ăn nguyên thủy, ăn fresh như vậy nè. Nếu mà anh thích thì anh chỉ bỏ miếng sa tế kẹp vô thôi cũng được, cho nó có vị cay cay thì cũng thơm, cũng ngon. Nhưng mà theo như anh ai thấy như anh như thế này đó, là nó đúng hơn, nó đúng điều hơn. Rồi các bạn nhớ cái những cái muối của nó, cái muối đó, cái muối hộp ở đây nè, bạn rải lên trên đó, khi mà mình nướng đó, cái muối nó tan ra, nó thấm vào trong cái lát thịt này. Mình ăn nấu nguyên thủy như vậy, nguyên chất như vậy nó ngon hơn. Muối hột hồng cũng ngon, muối hột hồng cả nha. Còn mình có muối hột trắng cũng được. Đấy thì ra cái để nó chín quá cái nó ngon anh. Mình thích ăn mấy cái loại nấm này lắm. Bớt lửa ha. Bớt lửa chút xíu là xả. Cái nó nóng, nó cũng còn nóng á. Ngon. Mình ăn này mà mình cũng rinh thêm cái dĩa kim chi. Riêng anh thì ăn original vậy thôi. Em thì kim chi đó lâu lâu mình ăn bò Kobe thì mình phải thưởng thức trộn vàng của nó. Từ ngày mà vợ chồng buôn bán cũng có bán một số đồ trên online đó các bạn, thì cũng rất là vui. Nói chung có niềm vui rất là vui là những cái lúc đó thì các em cháu từ đủ mọi miền, nhiều lắm, đủ bang đủ mọi miền, gọi điện thoại rồi vừa thứ nhất là mục đích order đồ, thứ hai là cũng gặp chú và cô nói chuyện trên điện thoại để giao lưu cho nó vui các bạn. Như mình
hầu như là gặp nói chuyện điện thoại với tất cả các em cháu ở trên thì hầu như em hầu dễ thương, rất là dễ thương. Các em từ Las Vegas nè, rồi Minnesota, rồi Villa, New York, New Jersey, Florida, Seattle, Portland, California, Texas, Arizona, Idaho, Iowa, vân vân, em ha. Đó. Rồi Indiana, Michigan, rất là nhiều. Nhưng có nhiều em rất là dễ thương, lâu lâu lặp đi lặp lại anh em cũng như là chú cháu nói chuyện nhiều lần. Cũng như là Khải hôm nay, nếu mà tối nay Khải coi xem cái video này á, thì gặp anh Bình nhiều lúc hai anh em nói chuyện rất là vui. Khải nói anh ơi, nhiều lúc em thấy có hai vợ chồng mà mà sao mà anh bày nguyên cả bàn vậy, ăn sao cho hết, em cứ suy nghĩ thắc mắc hoài. Rất là vui. Nhiều em rất là dễ thương các bạn. Sẵn dịp đó thì cho anh hello chào hết tất cả các em thường nói chuyện văn trên điện thoại nha. Mình lúc nào xin chào cả nhà. Nhưng mà chắc chắn sau này bệnh dịch hết rồi đó, mình sẽ đi qua bên Vegas chơi một chuyến. Hứa đi nhiều lắm. Hy vọng là các em bên đó, hy vọng là các em bên đó chào đón anh chị giống như là một đại gia đình rồi đó nghe các em. Nói vô nắm. Nắm bỏ vô ăn á, giòn cũng ngon, giống như la ghim của mình vậy đó, giống như đồ la ghim. Bỏ cái này ít thôi bà xã. Để anh thưởng thức cái bún này nhiều hơn chút. Này ngon. Các bạn thấy mình đòi khỏi không? Bên kia là thịt ba rọi. Thịt ba rọi thì hầu như là thường xuyên rồi. Không, ba rọi này là cũng heo natural luôn á. Đúng rồi. Chứ không phải. Nhưng mà natural cỡ nào cũng không có bằng. Không bằng này phải không? Không bằng anh Kobe này. I know. Em mấy giờ anh gấp thêm? Rồi em có rồi. Anh Kobe. Cô Bì này ngày xưa lúc mà đám cưới bé Ly đó, ở bên Hàn Quốc á, anh có qua bên đó, ở một tuần bên đó, anh có đi ăn một lần. Bên đó thịt luôn fresh, ngon kìa, Hàn Quốc à. Em bữa nay mua được cái hũ kim chi này không có cay chút xíu nào hết. Ủa vậy hả? Thấy đỏ đỏ mà không có cay gì hết luôn. Là em thích hay là em chê? Em thích. Đâu coi thử. Không cay là em thích rồi. Làm sa tế rồi xào bún ruốc cái gì cũng cay mà lại ăn thì lại không dám ăn cay như vậy mới ngầu. Đúng không? Có các em, một số các em ở bên Georgia đấy em, cũng rất là dễ thương. Lâu lâu các em gọi qua order đồ, rồi các em nói chuyện tâm sự giống như một gia đình rồi. Mình rất là thích như vậy đó các bạn. Vợ chồng mình mang cái niềm vui đến cho các em, rồi các em có điều kiện vui đến cho mình. Rồi các em mang niềm vui đến cho vợ chồng, nói chuyện giống như là một đại gia đình, nói chuyện với một người thân trong nhà vậy đó. Mình rất là thích. Cảm ơn hết những các em đó. Nó chín rồi. Khi nãy đến giờ anh ăn hơi bị chín chín một xíu, phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh sẽ ăn để lên trở qua trở lại nha. Trở qua trở anh lại. Thử cái đó luôn. Cái này mà mình ăn chín quá thì nó bị hết những cái tinh chất của nó rồi. Cái này mình coi mấy cái show Mỹ á. Mà một miếng nhỏ xíu thôi mấy trăm đồng luôn.
mà người ta nướng trên cái cục đá vậy nè, cho mình giờ mình thấy mình mê luôn. Mà mỗi cái size đồ ăn chút à, nhiều lắm. Nhưng mà miếng thịt bò đưa ra có chút xíu mà 300 đô miếng, nhưng mà nó bò dày. Tại sao mà cái bắt tiền thì tất nhiên rồi, mình không nói đi. Cái nó ngon, nó cũng là bò các bạn, nó cũng một cái vị loại thịt, đúng không em? Nhưng mà nó khác hẳn. Khác. Cái vị thơm của nó cũng khác. Mình ăn nó cái mùi thơm đặc trưng nó rất là khó tả nè. Rồi cái thứ hai nó có cái vị béo mà cái vị béo mà nó không làm cho mình ngán, mà nó làm cho mình thích ăn thêm. Rồi cộng thêm có một chút xíu muối nó hơi mặn đó, để nó đưa thức ăn nó dễ dàng. Rồi bên cạnh nó có thêm ly bia nữa các bạn. Không còn gì bằng. Chút muối, chút tiêu là hết sảy. Đúng không? Tiêu mà tiêu hột, hột hơi to to thả vô. Em thấy tại vì mình hay coi cái show ở trên Chicago food đó. Cái nó người ta đi travel, người ta ăn chỗ này chỗ kia đó. Em thích coi đó. Coi thứ bảy hoặc chủ nhật hai ngày. Nó giới thiệu mấy món ngon à. Các bạn thấy cái chảo này á, nó nói ra thì các em hỏi chú ơi mua ở đâu mà cho cái tên. Thì tất nhiên nó không còn cái tên gì ở đây nữa hết. Nhưng là hôm qua hôm kia có người em mua được cái chảo mà to đùng em. Mừng quá trời. Rồi, chú ơi cháu mới mua được cái chảo này rồi. Cái hàng nó rất là hiếm. Lâu lâu á, người ta bỏ ra một cái hai cái rồi đó người ta bán, nhưng người ta không bán đầy trà như là trồng chất như vậy đó. Rồi cái mình thường thường mình với bà xã thấy những cái gì mình là lạ là mua liền. Mua liền. Cái đó thì nếu mà ngồi xung quanh cái bàn á là bự 10 người. Đúng rồi. Bỏ đồ vô vừa đủ ăn luôn. Bây giờ mình nói tới cái chảo này. Cái chảo này thứ nhất các bạn ơi, nó mình rất là thích nó. Cái chảo này họ làm bằng gan. Mà gan là cái gan này là cái quality nó rất là chất lượng, rất là cao cấp nè. Nhưng cái chảo này đặc biệt một cái, các bạn thấy mình nướng nó ít khói lên không? Và thứ hai nữa đó, các bạn biết là khi mà dầu mỡ nó chảy xuống đây đó thì nó sẽ chảy ra đây. Có cái chén hứng. Có cái chén mình hứng thì dầu mỡ ra đều nó chảy xuống đây cũng gần được nửa cái chén dầu mỡ rồi đó. Nó chảy mình cứ tiếp tục mình thay nó thôi. Nó dầu mỡ nó sẽ ra hết. Khi mình rửa thì mình bỏ nước nóng với xà bông với giấm vô rồi. Đúng rồi. Rửa xong rồi cái mình muốn bảo quản cho nó lúc nào cũng ok á thì mình rửa lau khô xong rồi lấy chút xíu dầu tha lên rồi cái cắt là xài rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện đúng lời hứa là mình thử mình trở qua miếng bò cho nó vừa ấm ấm vừa nóng thôi, như các bạn thấy là vẫn còn màu đỏ nè. Mình ăn thử nó hơi sống chút xíu để mình như thế nào. Thì giống như anh ăn tái thôi. Đúng rồi. Giống như ăn tái. Cái này mà ăn tái ngon lắm chứ. Tái mà giống như đợt mà em làm đó chứ. Ăn tái ngon hơn. Thấy không? Ăn tái ngon hơn. Nếu mà các bạn để nó hơi chín thì nó không có còn, mình thưởng thức không còn được hết cái vị của Kobe này nữa. Mình ăn tái tái ngon, mình cái nhai đó nó mới vừa mềm mà vừa dai mà nó tỏa ra cái thơm. Khó tả lắm kìa. Khó tả. Bên thấy anh để chín quá. Cái này là... Em thì cái tập em thích ăn chín. Đúng rồi. Anh muốn để cho chín cho em ăn. Chứ ăn là vừa tái tái như vậy là ngon rồi bà xã. Em thì em ăn chín chút. Đó. Để ngay đây nè. Để đây là nó không lấy. Cái nấm này ngon. Đó, trở qua trở lại một chút xíu thôi. Ăn nó có mùi thơm. Nó có cái vị thơm, nó có cái vị nóng nóng của nó, nó tạo cho cái lớp mỏng ở ngoài nó chín thôi. Ngon quá. Cái nóng mình bỏ lên. Còn em cũng vậy đi ha. Em cũng thử một lát nha. Em để cho chín chín chút.
Cái này có một lần người ta bán cái miếng hơi bự á, mình có thể sắc mỏng được, mình làm ăn ăn sống ha. Ồ, mới đầu ai dòm thấy cũng ghê hết, nó ui sao ăn sống ấy quá. Mà mẹ mình á, mẹ của mình thích cái món này lắm, nhưng mà lâu lắm rồi không có được mẹ ăn lần ở Cali, đi Cali ăn mẹ cũng thích, nhưng mà về đây là mình không có thấy nó bán nữa. Được không? Thường thường các bà hầu như á, những cái món gì á, mà là lạ thì bà xã đều mua về liền cho mình thử liền, cũng như là những trứng cá vậy đó các bạn. Trứng cá mình thử hết luôn à, của người Nhật, người Hàn, người Âu Châu, à, tất cả các nước bây giờ như là Spain hay là Ý hay là của Nga rồi của Đức, những trứng cá mình đều thử hết à. Nhưng mà trứng cá có nhiều công ty họ làm ngon lắm các bạn, nhưng mà giá tiền khác nha, quá mắc. giá tiền khác đó cả nhà. Nhiều lúc mình thấy ồ, có nhiều cái chỗ nó bán cái trứng cá nguyên một cái to đùng vậy nè, có mấy chục đồng à. Rồi có nhiều công ty người ta bán á, cái trứng cá một chút xíu thôi, cái hộp á một cái thì hộp bự, đó cái hộp bự như cái chén vậy nè, nhưng mà chờ trứng cá thì có hình như có một ao trong thôi, mình đếm được luôn đó, đó là trăm mấy hai trăm. 100 mấy 200 đồng mình cũng thử qua, các bạn thử thử cho biết. Nhưng mà tất nhiên ngon lắm cả nhà ơi, ngon. Nhưng có thể cái đó mình không review được vì cái nhỏ quá, bỏ lên xíu đó à. Cái đó phải mua cho nhiều, cái đó phải mua nhiều được nhiều là mình rớt không. Cái này mà bỏ lên chảo nóng lật qua lật lại ăn có khác, ăn khác hơn là mình nướng chín. Nắp này ngon quá, ngon ha, em cũng thích, nói mà ăn tới nướng cái là mua nấm rồi, ăn nó giòn giòn sực 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 sực. Anh kêu bà xã thêm một lần nữa. Như đúng ra bữa nay là không có ăn cái món này đúng không? Đúng rồi, không có chương trình này. Anh này lặp đi lặp lại lần này lần hai, nhưng mà cái món này quá thích thú. Bữa nay không lâu có... lâu mình ăn cái món là thích thú đó các bạn, thường hay lặp tới lặp lui nhiều. Mong các bạn cũng đi mua đúng ăn rồi thử. Ai cũng mua được hết chứ, dạ, này cũng phải là nhiều ít vậy thôi, vậy rồi đó các bạn. Ăn ăn thử rồi cho vui chung với mình cũng học. Cái này thì nói mắc quá thì cũng không có mắc quá đâu, tại người ta cắt rồi, cái cắt mỏng sẵn mỏng rồi chứ người ta cũng là có vậy. ấy dày. Ví dụ như một gia đình thì bốn người, gia đình nhỏ 4 người 5 người gì đó, mình mua về ngồi ăn trong một bữa cho nó hả hê, mình làm một công việc cả Ngày một một đời. người ăn một dĩ này no rồi, Đúng rồi, người ăn dĩ là no, em thấy như vậy á là no á. Thì giống như cái này mình chia sẻ thiệt thật chứ không quên nó thiệt, mình chia sẻ thật là tại vì mình sống ở đâu thì mình ăn uống hay là cái nếp sống của mình nó theo như vậy. Đúng rồi. Còn nhiều khi coi rồi nhiều người nói ăn ngon mà này kia cái nọ cô chú khoe khoang cô chú khoe khoang cái đó không tội nghiệp cho có cô chú tội nghiệp. Thì mình ở sống chỗ nào thì mình theo chỗ đó thì thôi. Ví dụ bây giờ mình mà về Việt Nam mình ở thì mình cũng phải ăn như vậy thôi, đúng rồi, mình cũng đi chợ rồi mình cũng chỗ nào mua có cái phong cũng tục tập ra quán thì mình làm sao mình phải theo vậy à. dạ mình ăn thì mà đâu phải mình ăn cái này lâu lâu chứ không phải mình ăn mỗi ngày ăn mỗi ngày chết luôn á. Cũng như có một tuần vừa rồi hay là gì đó, có một em dễ thương ghê, cái ngày mà tên Kevin đó em, em làm cái món mà bò gỏi bò đó của cái công thức của em đó, trời ơi em làm rất là đẹp, em cũng rất là khéo tay nha, đúng rồi. Em làm xong em chụp hình đủ khía cạnh hết, send qua cho chú, nói chú ơi hôm nay con ở nhà, hôm nay ngày lễ nè, con ra tay làm theo cái món của công thức của cô Năm, cả nhà ai cũng đều khen hết chú ơi, em mừng cười khúc khích, nhưng mình cảm thấy như vậy mình cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn, mình hạnh phúc được cái điều là nhà những em cô Năm chia sẻ những món ăn ngon đến với các em. Rồi có thể như các em chưa bao giờ từng làm những món này, các em bị lúng túng đó, thì tới ngày lễ các em vừa theo những công thức của cô Năm làm mà thành công,
thì mình rất là happy, rất là vui. Anh biết sao, nhiều khi làm nhưng mà làm nhiều công thức quá, nhưng mà mình tóm lại mình làm gọn gọn chút thì dễ làm. Đúng thôi. Rồi, đừng có cầu kỳ quá. Cái tiêu chí của bên này đó các bạn là mình phải là nhanh gọn lẹ. Chứ còn những món ăn mà đòi hỏi những cái nêm nếm, những cái ẩm thực nó cầu kỳ quá thì thôi cũng hơi giống như mỗi lần nấu cái món đó là phải chạy đi mua cái gia vị đó thì mình không hết có thời gian, mình không có làm. Mình là ví dụ như món ăn nào mình làm á là mình nhắm trong bếp của mình, bếp nhà ai cũng có hết thì mình chia sẻ ra là ai cũng làm được. Đúng rồi. Có nhiều em nói chuyện với em á, kêu chị Năm, chị nhớ là chia sẻ vài món ăn khích mệt này nha. Ok, chị hứa chị phải nhớ. Biểu em rồi. Tới Tết đó thì em cũng phải chia sẻ những món ăn Tết cổ truyền của Việt Nam mình nha. Quyết định năm nay vậy đi. Thứ nhất, bí quyết bà xã đó các bạn là có một cái món rất là năm nào hình như bà xã cũng đều làm để cho các anh em bạn đến rồi mấy em cháu rồi đến thưởng thức cùng chung gia đình cho nó vui, là cái món ví dụ như là thịt heo ngâm nước mắm. Ngâm nước mắm trời, chứ lỗ tai heo ngâm nước mắm. Lỗ tai heo ngâm nước mắm đó, các bạn nghe những món ăn truyền thống của mình nghe thấy là Tết rồi đó. Làm rồi, một hũ dưa món, dưa món của Kiệu. Làm chưa? Hầu làm hũ đó như có hai vợ chồng thì cúng bữa 30 rồi mùng 1 là anh trai, rồi là quốc nguyên cái hũ dưa món đó là ăn luôn cả năm. Ở nhà ít người mà mình làm thì mình phải làm một cái keo cho nó vừa, nó mới ấy được. Làm nhỏ nhỏ quá, ít thì nó không có ngon. Rồi hứng thú nhất các bạn biết không, nói với những là các bạn trai của mình, các anh em bạn trai như là mấy anh cháu biết liền là thích nè. Những cái gu thường thường đó em, Tết nhất các anh em gặp nhau lại, đầu tiên có một vài ly bia, ly rượu gì đó, mà cái món mà để khai vị hay là cái món mà anh rất là thích nhất, cho các bạn biết món gì không? Là cái món hột vịt bắp thảo củ Kiều. Tôm khô. Tôm khô, hột vịt bắp thảo củ Kiều, để sơ trên bàn thôi. Anh em nhâm nhi hàng huyên, ăn nó thấm tình quê hương mà nó đậm tình cái mùa Tết nữa. Ngon. Quá ngon. Nhưng mà nhớ năm nay em làm lại nha. Năm ngoái là em đâu làm. Phải không sao? Năm ngoái em có làm phải không? Năm ngoái em có làm nước mắm tai heo. Có làm mắm tai heo. Thấy không? Năm ngoái ăn Tết Việt Nam mình cũng buồn lắm. Anh nhớ không? Anh về Việt Nam đi. Đúng rồi, ăn Tết Việt Nam đó. Cho nên ở nhà của mình đó. Có mình em em có làm gì hết á. Vui quá cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng Bình Huỳnh vô tình gặp được cái bò Kobe này. Nhưng cái này rất là hiếm chứ không phải là lúc nào cũng quá bán đầy trà trong chợ. Mình cũng đi thường lắm. Mà mình cũng ngạc nhiên nha. Không biết tại sao hôm nay là cái món này mình đi tới đi lui hoài. Cái bà xã biết ý rồi. Bà xã rất là tấm là biết ý mình. Và thường thường mình ngắm nghía cái món gì đó mà thường thường hay đi tới đi lui vài vòng mà đứng nhìn đó, mà không nói đó. Không kêu. Là tự động bà xã lên tiếng. Hay là hôm nay mình ăn món đi, anh đi được không anh? Yes or no? Là mình sẽ yes đi. Trước khi vợ chồng Bình Huỳnh xin chào tạm biệt tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube, Bình Huỳnh xin cầu chúc cho tất cả đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại vô ngày mai các bạn. Thôi cái giờ chót thì mình cho mình nói cái số phone của mình. Đúng rồi. Số phone của mình là 312 395 5, rồi 0175. Có ai có yêu cầu để mua sâm hoặc là mật ong rồi sâm hôm nay là xã cũng có một vài loại mới mà. Rồi mắm ruốc sắp tới. Hay là những lời dầu gội đầu rồi tất cả các thứ vân vân, nên là các bạn có những cái sản phẩm rất là tốt. Bà xã thường hay mình mỗi lần đi á, bà xã lùng rần rồi xã tài sử những cái mới hay là những cái gì mà nó hay nó tốt á, thì mình mới lên đây ngồi nói với đại gia đình của mình. Như ngày hôm qua là mình đi pick up đồ cả ngày luôn á, đi hết chỗ này đi tới chỗ kia, đi pick up cả ngày luôn á. Nên nó bị mệt,
nó hơi mệt mệt chút. Chạy xe mà trời lạnh á, cái mình đi vô ra đó. Ừ. Đi vô đuối luôn. Dạ, vô mấy đuối. Cái store pick up á, mình tại mình không có ấy lấy nhiều, thành ra người ta không có delivery cho mình. Ừ. Tại mình lấy số lượng ít mà, thành ra mình phải đi tới nơi để mình pick up, nên chạy vòng vòng, còn xã phải ra tiệm, thành ra mình phải đi một mình. Mình chạy xe bon bon đó chứ. Tay lấy lụa. Dạ. Một lần nữa mình nhắc lại số phone của mình ha. 312 395 395 0175. Tại vì có nhiều chị với nhiều cháu nói cô ơi, kiếm số phone của cô khó quá. À. Mỗi lần cô phải nói dùm cho coi có qua thì để mà nhớ lại vậy đó. Dạ, rồi một lần nữa mình xin cảm ơn hết tất cả các bạn đã ủng hộ và thương yêu vợ chồng mình suốt bao nhiêu thời gian qua. Bye bye.